sốt của mình nè, các bạn quậy đều lên và tưới thẳng lên trên cái phần thịt của mình. Đó là cái này á, là các bạn trộn như vậy thì các bạn để tầm khoảng được nửa tiếng là mình trộn là mình ăn. Còn nếu như các bạn ăn liền thì mình sẽ bỏ trộn vô một lần luôn nghe bạn. Rồi giờ mình sẽ ngưng cái phần nước sốt lại, chừa lại một ít. Mình sẽ cho cái phần rau thơm và phần hành phi á các bạn. Ở đây mình có rau răm, mình sẽ cho lên trên phần mặt một tí xíu. Khi các bạn cho rau răm lên rồi thì ở đây có hành phi nè các bạn. Hành phi hồi nãy mình phi á, các bạn gạo xuống và cho hết lên. Cho lên đều một tí xíu, mình sẽ cho một ít đậu phụng nữa nghe các bạn. Lên đây một ít đậu phụng mà mình rang mà đập nhỏ nhỏ ra nghe các bạn. Rồi giờ thì mình làm xong mình sẽ đưa gần lại cho bạn một tí xíu. Này đây là với kênh Các Thời Gian, thì hôm nay Các Thời Gian mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn là cải mầm trộn thịt bò. Ở đây mình có tầm khoảng 3 lạng thịt bò và một ít hành lá, một trái chanh, hai trái ớt, một ít hành tím và 3 tép tỏi. Gia vị thì mình có nước mắm và dầu ăn, dầu hào, đường, muối và bột ngọt, tiêu. Tiêu thì khi nào mình xài thì mình sẽ dỡ ra sau thôi các bạn. Và một rổ cải mầm. Cái cải mầm này ở nhà ông xã mình trồng nên mình không biết bao nhiêu, thế này ước lượng thì tầm khoảng cỡ nửa ký cải mầm á các bạn. Nè các bạn nhìn đẹp không? Cái này là cải mầm chứ không phải là rau muống mầm nghe các bạn. Thì để mình chia sẻ cho các bạn trộn cải mầm. Ở đây mình có thịt bò nè. Thịt này mình mua hôm trước giờ bỏ đông đá đó các bạn. Bây giờ rã đá ra, mình sẽ hướng dẫn các bạn xắt cái phần thịt bò này. Và mình làm cái phần thịt bò này ướp cho nó thấm. Còn cái phần cải mầm á, thì mình đã làm và sạch sẽ hết rồi thì cho qua một bên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để xắt cái phần thịt nha các bạn. Khi xắt thịt bò thì cái tấm thớt mình, tấm thớt mới các bạn, sẽ xắt trước phần hành lá nè. Phần hành này các bạn xắt ra thành khúc. Đừng bự quá mà cũng đừng nhỏ quá nha các bạn. Cho vào đây. Chanh thì mình sẽ cắt nó ra tầm khoảng 3 miếng, cho một bên. Hành tím thì các bạn thái ra thành lát hơi mỏng mỏng nè, để mình phi lên cho nó thơm nha các bạn. Xong phần hành tím là các bạn cho vô một bên này, tí xíu mình sẽ phi sau. Bây giờ phần tỏi với ớt. Tỏi này thì các bạn đập nhỏ ra, đập ra như vậy nè các bạn. Mình sẽ băm phần tỏi này nhỏ với phần ớt luôn nha. Xong phần ớt tỏi rồi các bạn cho vào cái chén. Thì khi các bạn cho lên thì mình sẽ đập thêm một ít tỏi và sắt khoảng 2-3 miếng hành nhỏ nhỏ này ra để hồi mình ướp nha các bạn. Giờ mình đã là sắt xong phần hành và chanh, tỏi, ớt. Ở đây là hành tím và tỏi, tí xíu mình sẽ ướp sau. Còn hành tím này mình để phi nha các bạn. Bây giờ phần thịt bò này thì mình sẽ sắt ra mỏng. Phần thịt bò lên các bạn sắt mỏng thì mình sắt theo thớt của nó nha bạn. Đừng có sắt dọc như vậy nha, thì nó sẽ thịt bò nó sẽ bị dai á. Tại mùa dịch nên mình không đi được á các bạn, nên mình mua vào tủ lạnh. Cái này các bạn chẻ ra làm đôi thì mình ấp phần thịt lại sắt. Thế các bạn sắt cho nó mỏng, thiệt mỏng nha. Khi sắt mỏng mình làm mình trộn cải mầm á nó mới ngon được nghe các bạn. Đó các bạn sắt mỏng như vậy nè. Mình sắt hết phần thịt bò. Sắt xong phần thịt rồi nè các bạn, cho cái dĩa nãy á các bạn cho vào đây luôn. Rồi giờ mình sẽ cho một cái tô để mình ướp nha các bạn. Qua đây một cái tô nhỏ các bạn cho hết phần thịt bò vô. Khi mình cho thịt bò vô đây rồi các bạn, cho vào đây một tí xíu bột ngọt. Muối các bạn dùng một tí xíu thôi. Đường mình dùng tầm khoảng nửa muỗng cà phê. Nước mắm á, thì mình dùng nửa muỗng cà phê nước mắm ngon nha các bạn. Còn nếu mắm mặn thì các bạn dùng ít thôi. Dầu hào thì mình dùng một muỗng. Dầu ăn các bạn cũng dùng một muỗng để thịt phần thịt bò mình nó mềm hơn á các bạn. Tiêu thì nếu như các bạn nào ăn cay thì các bạn cho nhiều, còn ít ăn cay thì mình cho ít thôi. Hành và tỏi nè các bạn, cho vào đây phân nửa. Dùng cái muỗng này mình sẽ trộn cái phần thịt lên cho nó đều. Nếu các bạn nào thích ăn cà no thì các bạn cho vô, còn không thích ăn thì thôi nha các bạn. Cái phần thịt bò các bạn nên ướp vừa, nó mới không có mặn, còn vị thịt bò ngọt. Còn nếu các bạn ướp mà nhiều gia vị quá đó các bạn thì nó lại bị mặn đó nha.
Bây giờ các bạn để ướp trong tầm khoảng cỡ 15 phút. Sau 15 phút cho nó thấm mấy phần này thì mình sẽ đi phi hành nha các bạn. Nhấc cái chảo có mặt bằng ra lên. Bật ra lên thì mình cho một tí xíu dầu ăn vào đây để cho phần dầu và phần chảo nó nóng đều nha các bạn. Nó vừa nóng tới nè, các bạn cho hết hành tím vô. Chứ đừng để nóng quá mà đổ hành vô là nó sẽ bị cháy hỏng đó các bạn. Phi cho cái phần hành tím mình nó thơm lên. Mình nó đã thơm và đổi màu nè các bạn. Thì các bạn lấy cái lược á, các bạn lược cái phần hành này ra nha. Hết cái phần hành này ra nè, thì mình sẽ cho dầu vô lại nha các bạn. Cho dầu vô lại để mình thử cái phần dầu này lên. Chứ cái phần dầu mình hồi nãy thử hành còn thơm nè, các bạn cho hết thịt bò vô. Cho hết thịt bò vô các bạn, để lửa lớn và sẽ tao đều cho cái phần thịt bò mình nó săn đều nha. Mình tao đều không đổ nước cái phần thịt nha các bạn. Các bạn nhớ là mình không có đổ nước vào phần thịt. Cho lửa lớn tao đều để phần thịt mình nó không bị ra nước. Tao đều để lửa lớn cái phần thịt bò mình không ra nước nè các bạn. Mình cũng không có đổ nước nha, thì mình cho hết cái phần hành lá vô. Khi các bạn cho hết hành lá vô mình sẽ tắt ra. Và đảo đều lên. Thì bây giờ các bạn để cái phần thịt bò này nguội, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần nước sốt nha. Sốt thì mình chuẩn bị một cái chén các bạn. Cho vào đây một tí xíu bột ngọt tầm khoảng nửa muỗng cà phê. Các bạn cho vào đây tầm khoảng 2 muỗng đường. Khi cho 2 muỗng đường á, mình cho 2 muỗng nước mắm. Thì các bạn cho 2 muỗng nước mắm rồi á, thì mình sẽ cho vào đây tầm khoảng 2 muỗng nước lọc nha. Quậy cho nó tan cái phần đường ra nghe các bạn. Của mình quậy tan ra nè các bạn. Dùng vào đây hai miếng chanh như vậy, mình sẽ dùng cái đồ và lược hết cái phần hột lại nha các bạn. Nặng vào hai miếng. Và đây hai miếng chanh rồi nè các bạn. Đó thì các bạn quậy lên cái phần đường ở dưới nó chưa tan hết, cứ quậy cho nó tan chừng nào nó tan hết phần đường của mình thôi nha. Đường nó đã tan rồi nè các bạn, nên nhớ cái phần nước sốt thì các bạn nên nặng hai miếng chanh để có vị chua nó nhiều hơn một tí xíu á. Giờ thì mình cho hết phần tỏi và ớt này vô. Ớt thì mình làm hơi ít, nếu các bạn ăn nhiều sẽ tăng cái đũa ớt lên, tại vì mình nhà có con nhỏ ăn nên mình dùng cái đũa ớt ít hơn một tí xíu á các bạn. Giờ cái phần nước sốt đã xong thì mình cho qua một bên. Mình sẽ làm phần rau thơm một tí xíu nha các bạn. Phần thịt bò mình đã nguội rồi các bạn. Giờ mình đặt ở đây một cái dĩa nè. Khi các bạn phải để phần thịt bò thiệt nguội nha. Đặt một cái dĩa các bạn cho cái cải mầm này lên. Cái này là cải mầm nó hơi nhẵn nhẵn nha các bạn. Còn nếu mà các bạn nào dùng rau muống mầm á, thì nó không bị nhẵn. Các bạn nên nhớ là phần thịt bò phải để thiệt nguội. Còn nếu như mà các bạn không có tao cái phần thịt bò lên thì các bạn có thể là mua bò nạm để mình luộc đi cho nó chín đó các bạn. Đây mình sẽ cho hết lên phần dĩa. Đặt hết lên phần dĩa này, phần thịt bò mình nè các bạn, nó đã nguội nè. Thì mình sẽ cho hết lên trên phần cái thịt lên trên cái mặt dĩa nha các bạn, chừa phần nước lại nha. Cho lên hết như vậy thì các bạn sẽ trang trí nó ra một tí xíu. Cái thịt bò này là mình tao sơ qua để có độ ngọt hơn. Còn nếu các bạn nào không thích thì như hồi nãy mình nói á, mình sẽ mua bò nạm về và làm nha các bạn. Đó các bạn, tản nó ra như vậy. Khi mà mình cho nó tản nó ra về, mình bắt đầu cho phần nước sốt lên nha các bạn. Sốt của mình nè, các bạn quậy đều lên và tưới thẳng lên trên cái phần thịt của mình. Đó là cái này á, các bạn trộn như vậy thì các bạn để tầm khoảng được nửa tiếng là mình trộn là mình ăn. Còn nếu như các bạn ăn liền thì mình sẽ bỏ trộn vô một lần luôn nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ ngưng cái phần nước sốt lại, chừa lại một ít. Mình sẽ cho cái phần rau thơm và phần hành phi á các bạn. Ở đây mình có rau răm, mình sẽ cho lên trên phần mặt một tí xíu. Khi các bạn cho rau răm lên rồi thì ở đây có hành phi nè các bạn. Hành phi hồi nãy mình phi á, các bạn gạo xuống và cho hết lên. Cho lên đều một tí xíu, mình sẽ cho một ít đậu phụng nữa nghe các bạn. Lên đây một ít đậu phụng mà mình rang mà đập nhỏ nhỏ ra nghe các bạn. Rồi giờ thì mình làm xong mình sẽ đưa gần lại cho bạn một tí xíu. Làm xong rồi nè các bạn. Cái này á là mình để dày trong khoảng nửa tiếng sau mình trộn lên ăn. Còn nếu các bạn nhà mà dùng cơm liền thì mình sẽ trộn lên một lần nha. Cái mầm trộn thịt bò của mình đến đây đã xong rồi á. Ở đây mình có một chén nước mắm sốt hồi nãy còn lại, nếu các bạn thích thì sẽ chấm phần thịt hoặc là trộn thêm, tùy theo mỗi khẩu vị, mỗi gia đình khác nhau thôi các bạn.
Thì nếu các bạn nào cảm thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi cái cách trộn đơn giản, không mất nhiều thời gian nha các bạn. Video đến đây đã xong, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.